Bây giờ bác bình tĩnh nghe con nói nè. Con sẽ lập tức đến cơ quan công an để tìm hiểu chuyện này. Hả? Bác yên tâm, con sẽ lo cho Ân mà. Sáng minh quan cho nó nghe con. Con nhất định phải lo cho Ân mà bác. Nhưng mà bây giờ để con đưa bác về trước. Không cần, không cần đâu. Bây giờ con đi lo cho ngăn trước đi. Đi đi con, đi đi. Không, để con đưa bác về không, trước. Không, con đi trước đi. Đi con. Dạ, đi con đi. Trời ơi, lại trời Phật phù hộ cho con tôi. Sao lại bắt nhanh như vậy? Anh đã nói với em là phải cho chị em cơ hội để cô ấy đi đầu thú mà. Anh nghĩ em là ai? Em có quyền can thiệp lớn đến vậy sao? Ân nói với anh đó là cô ấy không có đụng trúng ai hết, chỉ đụng trúng công trường mà thôi. Sau đó cô ấy có xuống xe kiểm tra nhưng mà không phát hiện gì hết nên mới lái xe đi. Đủ rồi. Phong, mà anh tin chị em nói thật không à? Em nói đủ rồi. Vết máu của nạn nhân vẫn còn ở trên xe. Ở bên cạnh nạn nhân còn có dấu chân nữa. Ngày thường chỉ tiết kiệm từng đồng từng cắc. Nếu chỉ đơn giản tông vào công trường thì tại sao không gọi bảo hiểm mà phải bỏ ra 15 triệu để sửa xe? Nếu anh có gặp chị thì anh khuyên chị nhận tội đi. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VION.